Black Eye đang cần một cái dòng sản phẩm lotion ngon bổ rẻ hay không? Cùng em đi đến dòng sản phẩm mới. Let's go! Vào thôi nè! Dòng sản phẩm sử dụng thể lotion Garnier. Hãy khám phá và sở hữu một làn da trắng hồng rạng rỡ với nhà Garnier. Chỉ sau 2 tuần sử dụng, các bạn sẽ sở hữu một làn da cực kỳ trắng sáng. Phân loại của em này có hai màu, màu vàng và màu hồng. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tính chất của dòng sản phẩm màu vàng này trước nha. Đây là dòng sản phẩm Brascovic Vitamin C, chiết xuất chanh tươi giúp làn da trắng hồng thẩm thấu sâu và nuôi dưỡng làn da trắng sáng rạng rỡ với tính chất dạng sữa. Kết hợp chống nắng UVA, UVB sẽ giúp da của mình trắng sáng sau 7 ngày sử dụng. Không hề bết dính, dưỡng ẩm da rất là mềm mịn và làm cho da của chúng ta được bảo vệ tốt hơn. Em này lại phù hợp rất nhiều làn da. Em này lại phù hợp cho mọi loại da và không hề gây kích ứng, không hề mọc lâu. Đây là dòng sản phẩm sữa dưỡng thể màu hồng của nhà Garnier. Em này với cái phiên bản là Sakura Glow, với cái tính chất sữa dưỡng thể Sakura cô đặc. Kết cấu của em này dạng sữa đặc nên nó khi mà thoa lên nó không hề bị là bết rít hoặc là bị nhớt. Kết hợp với chống nắng UVA, UVB sẽ giúp cho da của chúng ta trắng sáng. Một làn da bồng bềnh suốt cả ngày, trắng hồng rạng rỡ sau 7 ngày sử dụng. Dòng sản phẩm này có chứa sắp 2 lần hyaluron và Sakura nha. Mọi người ơi, lựa chọn thôi, đây là bí quyết làm trắng da rất là hiệu quả cho tất cả các chị em.